những quái vật cute hột me nhất One Punch Man. Xin chào 500 anh em của kênh Weebu Never Die. Chúc anh em một ngày làm việc thật nhiều năng lượng và tràn đầy may mắn nhá. Những nhân vật đáng yêu luôn là một trong những yếu tố không nhỏ góp phần lôi kéo độc giả đến gần với bộ truyện hơn. Chắc chắn những bộ manga như Pokemon hay Shin cậu bé bút chì ngoài cốt truyện hấp dẫn thì những chú Pokemon hay là cậu bé Shin tinh nghịch cute phô mai que rất thu hút độc giả. Và dù cho là bộ truyện siêu anh hùng sặc mùi đánh đấm thì tác giả vẫn đã cố gắng lồng ghép những chi tiết đáng yêu. Cụ thể là những nhân vật mà xuất thân của nó sẽ khiến bạn không thể tưởng tượng được nó sẽ đáng yêu các kiểu gì. Vâng, những nhân vật mà mình muốn đề cập ở đây chính là những quái vật thuộc phe phản diện. Chúng ta ắt hẳn đã rất ấn tượng với cô bé Manako, một cô quái vật một mắt, thành viên của bộ ba đi lạc xuyên lục địa cùng với Flashy và Saitama. Nhưng cô bé này không phải là quái vật dễ thương duy nhất theo cả series tính đến bây giờ. Vậy trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu xem trong One Punch Man còn có những quái vật nào dễ thương nữa nhá. Bắt đầu ngay thôi nào! Một, tinh trùng đen. Có lẽ cái tên đầu tiên này sẽ khiến nhiều người bị sốc, đặc biệt là nếu ai chứng kiến hai phiên bản đẳng cấp tinh trùng vàng và tinh trùng bạch kim với những khối cơ bắp cuồn cuộn cùng thân hình khổng lồ của mình. Nhưng với những ai vừa theo dõi chap 218 vừa rồi thì nó hoàn toàn là điều có thể hiểu được. Tinh trùng đen trong chap mới nhất có hàng loạt những hành động cũng như những biểu cảm vô cùng hài hước và dễ thương. Có lẽ một phần là bởi chỉ còn duy nhất một cá thể sống sót sau cuộc chiến long trời lở đất với Hiệp hội Anh hùng, nên cái vẻ tự tin đến ngạo mạn của chúng trước đây do cậy vào số lượng đông đảo của mình nay đã không còn nữa. Bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt của tên này giờ đều là sự lo lắng, vì hắn được coi như là kẻ duy trì sự tồn tại cuối cùng, bất cứ sự sơ suất nào cũng sẽ dẫn đến sự tuyệt chủng của giống loài tinh trùng đen. Nên hắn đã bất chấp hình tượng, nhìn nhận được sức mạnh đáng gờm của Saitama và thấy được sự ân cần của anh với thú nuôi. Ngay lập tức, tinh trùng đen đã đóng vai một con khỉ, nhưng mà nó rất lạ. Cũng may anh hói gu khác người nên nhiều khả năng cũng sẽ không nghi ngờ con khỉ đen xì với cái vòi to đùng trên đầu đâu. Chưa rõ quá trình nhận nuôi pet mới này sẽ diễn ra như thế nào, nhưng chúng ta cũng sẽ rất chờ đợi vào con pet chất như nước cất này sau hàng loạt những hành động hài hước và cực kỳ cute này. 2. Rover. Vị trí thứ hai tiếp tục lại là một chú pet mới gia nhập đại gia đình Saitama. Một con quái vật cấp rồng sở hữu sức mạnh vô cùng đáng nể. Chắc hẳn không ai quên lần debut của bé cún này khi nó xuất hiện trong hình dáng to lớn khổng lồ với 6 mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Ở trận chiến này, người mà nó phải đối mặt chính là Garu, lúc này cũng đã bắt đầu hóa quái vật. Vậy mà Rover vẫn cho thấy sự áp đảo cùng thể chất vượt trội hầu hết các đòn tấn công của thợ săn anh hùng hoàn toàn vô dụng trước cơ thể mình đồng da sắt của Rover. Garu gần như không có bất cứ hy vọng nào trong cuộc chiến này, đến độ mà anh phải tính đến bài chuồn trước. Đúng là hình dạng khổng lồ ban đầu của Rover khiến chúng ta sợ hơn là cảm thấy dễ thương. Nhưng tất cả đã thay đổi khi mà hành động vô tình của Fubuki khi cô hét lớn ngồi xuống thì lập tức Rover ngồi ngoan ngoãn như một chú cún. Nguyên nhân là do cu cậu đã quá ám ảnh với cú đấm của Sai trước đó. Chỉ sau một tình huống này thôi, khán giả đã phần nào thấy được những nét cute của chú chó này. Vì dù gì, bản chất Rover vẫn là con cún mà nhỉ. Đến khi kết thúc ác quái vật, thậm chí sự đáng yêu đó đã được tăng lên khi kích thước của chú cún này đã giảm đi đáng kể. Và hành động bế Rover lên như chúng ta vẫn thường hay làm với những chú chó của mình thực sự là cực kỳ đáng yêu. Rover có vẻ như đã lành hơn rất nhiều và đúng là khi kích thước giảm đi, nhìn kỹ thì đúng là rất đáng yêu thật. Nhiều khả năng đây sẽ là pet đầu tiên của Saitama. Đúng là anh hói có khác, đến thú cưng cũng không phải là dạng tầm thường đâu. 3. Armor Gorilla. Một trong những quái vật cực kỳ tấu hài, có tài năng lật mặt như lật bánh tráng. Hắn là thành viên của ngôi nhà thời đại mới, đứng đầu bởi Dr. Genius. Hầu hết các bộ phận trên cơ thể tên này đều làm bằng kim loại. Thậm chí hắn còn có riêng một bộ giáp chiến đấu khi chạm mặt với Genos. Thế nhưng chính nghĩa thì luôn giành chiến thắng. Gorilla bị hạ đo ván bởi quỷ nhân máy, nhưng hắn vẫn cực kỳ tự tin rằng với Beast King trong đội hình sẽ chẳng phải lo. Ấy vậy mà đâu có ngờ Beast King đã bị Thánh Phòng Tôm cho về với đất mẹ. Khi hay được hung tin, khuôn mặt tự tin của hắn ngay lập tức bật mốt tấu hề và cầu xin Sai và Genos tha mạng. Đúng là sinh ra để đi làm hài, chọc cười mọi người mà bị bắt làm thí nghiệm cho Genos đây mà. Nhưng dù sao thì thông qua tất cả những gì đã thể hiện, Armor Gorilla tỏ ra vô cùng dễ thương. Có lẽ cũng nhờ thế mà hiện tại hắn vẫn còn sống và đang mưu sinh kiếm sống cùng tiến sĩ Genos bằng việc mở quán Takoyaki. 4. Manako.
một nhân vật được sáng tạo bởi tác giả Murata, chứ trong bản gốc của tác giả One hoàn toàn không có nhân vật này. Đây cũng là một trong những cô bé đã gây sốt trong cộng đồng fan One Punch Man về độ cute của mình. Sở hữu một ngoại hình hoàn toàn là màu hồng với hai chiếc sừng tí hon cùng với một cái mắt siêu to khổng lồ ở chính giữa, rất dễ làm người ta liên tưởng tới nhân vật Mai Wazowski trong bộ phim Monster Inc. của nhà Disney. Manako ban đầu cũng là một quái vật với mong muốn vô cùng to lớn, đó là tiêu diệt. Nhưng khổ nỗi, sức mạnh của cô bé không cho phép. Cô bé này rất tình cờ gặp được Saitama và Flashy trong hang ổ của tổ chức, và từ đó cả ba đồng hành cùng với nhau trong suốt arc này. Thậm chí Manako còn có tâm đến nỗi dẫn hẳn cả ba đến chỗ vua quái vật để cho anh hói xử lý luôn một thể. Kiểu gì? Chưa hết, hành trình siêu tấu hài này còn diễn ra xuyên suốt, mãi cho đến gần cuối khi chạm mặt với Garu, họ đã đi xuyên map từ ngóc ngách này sang ngóc ngách khác của hiệp hội. Thậm chí có nhiều lời đồn đại rằng xuyên qua cả các bộ truyện khác nữa. Ngoài vẻ ngoài cực kỳ cute thì Manako luôn là một cây hài với những miếng biểu cảm vô cùng hài hước. Hình ảnh cô Flashy chạm nhẹ vào đầu cô bé, rồi mắt của Manako phát sáng trong đường hầm, hay được xác định là quái vật đầu tiên được đè đầu cưỡi cổ sai hói, quả thực sẽ đốn tim bất cứ ai vì sự đáng yêu của nó. Đến cuối ác quái vật, trong khi chúng ta thấy sai hói tìm được hai em pet mới, thì không rõ số phận của cô bé một mắt này sẽ ra sao. Nhưng rất có thể cô sẽ trở thành người đồng hành cùng Flashy, chứ giờ chan vào nhà anh hói, khéo bị con tinh trùng đen bắt nạt suốt ngày mất thôi. 5. Cư dân lòng đất. Một trong những tộc người cổ xưa và đã có thâm niên sống trên hành tinh xanh, đó chính là những cư dân sống dưới lòng đất. Nếu như lần đầu được giới thiệu thì đây là một tộc người hùng mạnh, đáng sợ, với thể chất vượt trội, thân hình to lớn cùng với sức mạnh khủng khiếp. Thậm chí còn có thể khiến cho Saitama phải đổ máu. Đấy, ai cũng nghĩ rằng đây sẽ là một phản diện hoàn hảo, một bộ tộc có thể thách thức được main của chúng ta. Thế nhưng tất cả đã nhầm, đó hoàn toàn chỉ là trong giấc mơ. Vì thực tế, dù cho là chúng có thật nhưng lại sở hữu một dáng vẻ giặt dẹo, bé tí tẹo, khuôn mặt thì cực kỳ tấu hài. Nhìn chúng giống như mấy con thú nhồi bông mà nhồi chưa được căng ý các bạn. Trông cứ hề hề làm sao á. Thậm chí là không cần đến anh hùng mà có lẽ chỉ con người thôi cũng đủ để giải quyết được những vị khách không mời ở dưới lòng đất này. Thậm chí ngay cả vua lòng đất, mang tiếng là vua mà nhìn như thằng trẻ con, trông có chán không chứ lị, loi cha loi choi. Và đương nhiên, cả đấm có một kết cục chung, đó là bị bay màu một cách dễ dàng. Chưa rõ đây có thực sự là cư dân lòng đất hàng Ryu hay không, vì dựa vào rất nhiều những hình được tác giả cài cắm thì đúng là có một thời kỳ huy hoàng mà cư dân lòng đất giống như những gì mà Sai mơ về. Chứ còn mấy đứa loi choi ở thế giới hiện tại như hiện nay thì buồn cười hơn là đáng sợ. 6. Piggy Bencon. Đây thực sự là một con quái vật đặc biệt, không chỉ từ ngoại hình mà còn nằm ở chỗ nó có thể bón hành được cho Saitama dù chỉ mới dừng lại ở cấp độ thảm họa sói. Đó là khi Sai vẫn còn đang mài đũng quần trên ghế nhà trường. Câu chuyện là anh hói ngày xưa rất hay bị bắt nạt, cũng như là bị trấn lột tiền. Một lần anh bị đám bạn xúm lại bắt nạt chỉ vì 200 yên ít ỏi. Nhưng rồi Piggy Bencon đã xuất hiện như một vị thần tẩn cho lũ kia một trận, tưởng chừng như nó sẽ trả lại tiền cho Sai. Nhưng mà không, đời không như là mơ. Nó chạy liền một mạch và ém luôn tiền của Thánh Phồng Tôm. Piggy có một ngoại hình có thể nói là dễ thương nửa vời. Nếu các bạn chỉ nhìn phần thân trên thì nó là một chú lợn hồng cực kỳ đáng yêu với đôi mắt to tròn cùng dải băng lụa quấn quanh cổ. Thế nhưng tất cả bị phá hỏng bởi tứ chi quái gở khi nó là tứ chi người, thậm chí còn rất cơ bắp. Kết hợp lại, chúng ta có một con quái vật nhìn trông cực kỳ là dị dạng và chỉ dừng lại ở thảm họa cấp 6 nên nó chỉ có sức mạnh cùng với tốc độ nhỉnh hơn người bình thường một chút thôi, nhưng cũng đủ để đấm Thánh Phồng Tôm bay dính tường. 7. Frogman. Tiếp tục lại là một quái vật nữa bước ngang qua đời của anh hói nhà ta. Nhưng mà con quái vật này nó lạ lắm. Đúng như tên gọi, Frogman là một con ếch mang hình dáng con người. Hắn nhìn trông khá là dễ thương với tạo hình một chú ếch xanh với đôi mắt to tròn cùng cái miệng rộng. Khả năng của hắn thì lại chưa thể hiện được nhiều. Số là tên này nằm trong biệt đội cử đến để bắt Saitama. Thế nhưng chưa kịp làm gì đã bị sai hói nhà ta đánh bại một cách chóng vánh trong lần thứ hai định va chạm với Thánh Phồng Tôm thì lại bị Beast King xé xác và ngỏm từ đó. Được biết đến là một quái vật có cấp độ hổ, hắn có thủ thân một thanh tan tô nên rất có thể tên này sẽ biết một chút về kiếm thuật. Dù có số phận khá là hẩm hiu nhưng vẻ ngoài lại dễ thương cùng những pha tấu hài chóng vánh, hắn vẫn là một trong những quái vật để lại ít nhiều ấn tượng đối với người xem. Trên đây là những quái vật mình cho là dễ thương nhất trong bộ truyện One Punch Man. Mình còn bỏ sót nhân vật nào không? Hãy để lại top các nhân vật dễ thương nhất theo cá nhân bạn ở dưới phần bình luận nhé.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Như thường lệ sẽ là chuyên mục góc comment. Câu hỏi của bạn Ngân Cute: anh chả biết gì cả. Anh biết không còn đối thủ mạnh hơn Sai đấy. Còn mũi này Sai có tiêu diệt được nó đâu. Mong được lên TV. Uầy, đúng rồi bạn ơi. Cái này thì mình quên đấy. Nhưng mà đây, mũi đại nhân thực sự là đối thủ khó nhằn nhất của Saitama từ trước đến nay. Ui, nếu thế này thì có lẽ mục tiêu lớn nhất của Sai Hói nhà ta biết đâu lại là hạ gục mũi đại nhân cũng nên đấy chứ. Mong rằng trước khi kết thúc bộ truyện, bác Murata cho anh Hói hoàn thành ước nguyện, chứ không thì mất mặt lắm đây. Câu hỏi của bạn Mặt Nạ Đo Xanh: Ad cho em hỏi, nếu Boros chạm trán gót thì sao ạ? Mong anh trả lời. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng mình. Dựa vào những gì Cosmic Garu thể hiện thì có thể thấy rằng gót cực mạnh và đương nhiên là mạnh hơn Boros rất nhiều. Chả ai dám chắc là trước đây Boros không từng gặp gót và liệu rằng sức mạnh kinh khủng của hắn có liên quan gì tới Chúa hay không, đúng không nào?